Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quy trình sấy khô quả bồ kết, một trong những bước quan trọng nhất để bảo quản và phát huy giá trị dược liệu của quả này. Từ lâu quả bồ kết đã được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và trong nhiều sản phẩm tiêu dùng. Đặc biệt, bồ kết có công dụng tuyệt vời cho tóc và da đầu nhờ thành phần sapolin tự nhiên. Nhưng để giữ được giá trị quý báu đó thì quá trình sấy khô quả bồ kết đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc sấy khô giúp bảo quản quả bồ kết trong thời gian dài mà không làm mất đi các dưỡng chất. Đồng thời nó cũng giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Với các phương pháp sấy hiện đại và tự nhiên, chúng ta có thể giữ được toàn bộ giá trị dinh dưỡng của quả bồ kết, từ đó cung cấp những sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng. Hãy cùng đi sâu vào quy trình này và tìm hiểu từng bước một. Vậy tại sao sấy khô lại quan trọng đến vậy? Trước khi chúng ta đi vào quy trình cụ thể thì hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về lý do tại sao sấy khô quả bồ kết là cần thiết. Quả bồ kết sau khi được thu hoạch thường chứa một lượng nước nhất định, điều này dễ làm cho quả bị thối rữa hoặc là lấm mốc nếu không được xử lý kịp thời. Sấy khô giúp loại bỏ nước trong quả bồ kết, giúp kéo dài thời gian bảo quản lên đến nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà không lo lắng về sự phát triển của vi khuẩn hoặc là lấm mốc. Ngoài ra thì sấy khô còn giúp bảo toàn các dưỡng chất có trong quả bồ kết, đặc biệt là thành phần sapolin tự nhiên, một chất có khả năng làm sạch, kháng khuẩn và tạo bọt tự nhiên. Khi sấy khô đúng cách sẽ không bị suy giảm. Việc sấy khô còn mang lại lợi ích kinh tế lớn cho những người trồng bồ kết. Đặc biệt là khi nhu cầu với các sản phẩm từ bồ kết đang ngày càng tăng, người nông dân có thể bảo quản của bồ kết để bán suốt trong cả năm, không phải lo lắng về sự hư hỏng nhanh chóng. Một quan điểm quan trọng khác, khi bồ kết được sấy khô nó trở nên nhẹ hơn, dễ vận chuyển hơn và dễ đóng gói hơn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển mà còn làm tăng tính khả dụng của sản phẩm. Đặc biệt với những thị trường xa xôi thì việc sấy khô là điều kiện bắt buộc để có thể xuất khẩu bồ kết một cách an toàn và hiệu quả. Việc sấy khô chỉ hiệu quả khi chúng ta bắt đầu với những quả bồ kết chất lượng. Quả bồ kết cần được thu hoạch khi chín, có màu đen bóng và không có dấu hiệu của sâu bệnh hay hư hỏng. Đối với các quả bồ kết bị sâu hoặc lứt, chúng ta cần loại bỏ ngay từ khâu thu hoạch để tách riêng ra. Bồ kết sau khi được thu hoạch sẽ rửa sạch để làm loại bỏ những cái bụi bẩn, tạp chất hoặc các hóa chất có thể bám trong quá trình phát triển. Nước rửa cần phải sạch và an toàn và nên sử dụng nước ở nhiệt độ ấm để giúp loại bỏ tốt các chất bẩn bám trên quả. Sau khi rửa sạch thì quả bồ kết sẽ được phơi hong để cho nó ủ quả bồ kết. Đối với những cái quả nào mà nó chưa chín hẳn thì chúng ta sẽ ủ để cho nó chín, quả bồ kết nó sẽ giữ lại cái lượng tinh dầu cao nhất. Bước quan trọng nhất là quy trình sấy có hai phương pháp chính để sấy khô, đó là sấy khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời hay còn gọi là phơi. Đây là phương pháp truyền thống và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên phương pháp này thì cần có điều kiện thời tiết khô ráo và nhiều nắng. Quả bồ kết sẽ được trải đều trên bề mặt phẳng của sân phơi, tránh chồng chéo lên nhau để ánh nắng có thể chiếu đều. Thời gian sấy khô kéo dài từ 5 đến 7 ngày, đấy là do điều kiện tự nhiên, tùy thuộc vào cường độ nắng và độ ẩm của quả. Thứ hai là sấy khô bằng máy hoặc lò nhiệt, thì đây là phương pháp hiện đại nhanh chóng hơn. Máy sấy có thể điều chỉnh nhiệt độ trong thời gian để đảm bảo quả bồ kết được sấy đều mà không mất đi giá trị dinh dưỡng. Nhiệt độ sấy thường được điều chỉnh từ 40 tới 60 độ, kéo dài tầm khoảng 3 đến 4 ngày, tùy vào kích thước và độ dày của quả. Tiếp theo là kiểm tra chất lượng sau khi sấy. Sau khi sấy khô thì quả bồ kết cần được kiểm tra để đảm bảo chúng đã được khô hẳn như mong muốn. Quả bồ kết sấy khô đúng cách sẽ có độ giòn, không còn ẩm ướt và giữ nguyên được mùi thơm tự nhiên của quả bồ kết. Nếu quả vẫn còn ẩm thì cần tiếp tục sấy thêm để tránh nguy cơ mốc trong quá trình bảo quản. Tiếp theo nữa là đóng gói. Sau khi đã sấy khô đạt chuẩn, chúng ta sẽ tiến hành đóng gói để đảm bảo những quả bồ kết giữ được cái chất lượng lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng túi bóng hoặc là túi hút chân không, hộp kín, giúp ngăn ngừa những cái độ ẩm xâm nhập. Nếu bảo quản đúng cách, quả bồ kết sấy khô có thể giữ được chất lượng trong 1 đến 2 năm mà không bị mất đi cái giá trị của quả. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sấy khô bồ kết là khả năng bảo quản lâu dài. Với phương pháp sấy khô đúng cách, chúng ta có thể giữ bồ kết trong nhiều tháng, nhiều năm mà không no, hư hỏng hay giảm đi chất lượng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những ai muốn tích trữ bồ kết để sử dụng dần hoặc xuất khẩu đợi thị trường tăng giá. Giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, sấy khô không làm mất đi các dưỡng chất có trong quả bồ kết, đặc biệt là thành phần sapolin, chất có khả năng tạo bọt và làm sạch tự nhiên. Tạo bọt và kháng khuẩn mạnh mẽ. Khi sử dụng quả bồ kết sấy khô, bạn sẽ nhận thấy được tất cả lợi ích mà quả bồ kết tươi mang lại. Thuận tiện cho người dùng, bồ kết sấy khô dễ dàng sử dụng hơn so với bồ kết tươi. Khi bạn cần bạn ngâm một ít bồ kết sấy khô trong nước hoặc đun sôi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ gội đầu, tắm đến làm sạch đồ dùng. Đặc biệt đối với những người bận rộn thì việc sử dụng quả bồ kết sấy khô sẽ tiết kiệm thời gian và chế biến và giữ nguyên cái công dụng của quả bồ kết.
Bồ kết sấy khô có trọng lượng nhẹ hơn so với bồ kết tươi, do đó tiết kiệm được không gian lưu trữ và chi phí vận chuyển. Điều này cực kỳ hữu ích khi bạn cần vận chuyển bồ kết đi xa hoặc bảo quản với số lượng lớn trong thời gian dài. Với những lợi ích vượt trội của quả bồ kết sấy khô, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội sử dụng sản phẩm này trong cuộc sống hàng ngày. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm của bồ kết chất lượng cao. Chúng tôi cam kết mang đến bạn những sản phẩm từ tự nhiên, được sấy khô bảo quản đúng cách, giữ trọn vẹn được giá trị dược liệu và dinh dưỡng của quả. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp để bảo quản quả bồ kết cho mục đích kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết về quy trình sấy khô và bảo quản một cách tốt nhất. Đây là cơ hội để bạn nắm bắt được tiềm năng của thị trường bồ kết, đem lại giá trị kinh tế cao từ sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua video này sẽ giúp bạn tìm hiểu hơn, rõ hơn về quy trình sấy khô của bồ kết và những lợi ích mà phương pháp này mang lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy ấn like và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin thú vị về các sản phẩm từ bồ kết và quy trình chế biến tự nhiên khác. Chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn khám phá thêm về bồ kết, những ứng dụng tuyệt vời của loại quả này trong cuộc sống. Hãy theo dõi chúng tôi để được cập nhật các sản phẩm mới và cách sử dụng quả bồ kết hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.